Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người các tựa game kinh dị. Ok, chúng ta bắt đầu với The Baby in Yellow. Ok. Spooky Man. Oh no. Cửa kìa anh em. Wow. Con này có chỉ màu xanh. Ok, màu hồng. Wow. Ôi. Nó là ếch cấp em. Hmm.
Wow. Số 3. Ok, chúng thoát khỏi đây. Ôi. Wow. Wow. Cảm giác mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi. Nguyên hình nhá. Ôi. Wow. Sẽ hoa nhận. Ok. Wow. Wow. Ok, lên với Antarctica. Ok, start here. Кажется, придется прыгать.
thử. Алексей, Джет, Гарри, где вы? Всем-всем-всем, говорит профессор Антонов, срочно прекратить исследование образцов, они живые. And you would come back. Okay, new game.
Заеду. Ice cream for. Scrapping. Coffee.
Ok, 1 2 Ok. Grab back. Mình sẽ đi cái ốc này. Wow, đó. Ôi. Rồi. Ok. Mình lại bị nhốt vào rồi anh em ạ. Wow. Ok. What a loose boy. A loose boy, ok. I hope he doesn't... Chúng ta đến với Strand Arena. Vào đây. Ok. Chìa khóa đây. Ok. Ok, mình sẽ đi sang bên này nhá. Wow.
Messi sẽ là người Argentina đâu anh em ạ. Specimen Zezo. Nhìn game nha. Ok. Ok. Ok, mình sẽ đi tìm mà để chúng ta có camera hai con này. Ok, chúng ta vẫn chưa có đạn nha. Vì hôn đồ
Như thế. Ok, chúng ta đến với Skyri Stranger. Out of my property.